Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ cảm ơn nhà vua, hoàng hậu, hoàng gia cũng như chính phủ, quốc hội và nhân dân Nhật Bản luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nhiều công trình lớn, điển hình là cầu Cần Thơ. Nhà vua Nhật Bản cho biết đã trông đợi chuyến thăm lần này từ lâu, bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản cũng chia sẻ với những khó khăn của nhân dân Việt Nam do tác động của biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường. Hai bên nhất trí về việc các nước trên thế giới cần dành sự quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm sức khỏe và đời sống của người dân, chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của giáo dục đối với phát triển đất nước.